Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh hoa cảo. Đầu tiên chúng ta sẽ cần bột và thịt sống xay nhuyễn ra rồi bỏ tôm vô rồi trộn lên. Bột này là được làm từ bột gạo, bột mì và bột năng. Và sau đó chúng ta sẽ xé một cục này ra. Sau đó chúng ta bóp nhuyễn đi, chúng ta lăn. Đây, chúng ta xoay vậy nè. Hả? Chúng ta dùng cái này chúng ta lăn. Được rồi. Ừ. Các bạn lấy nó ra. Lấy nó ra đi đã. Các bạn sẽ có cục này đúng không? Anh nào làm tôm được thì làm. Sau đó mình sẽ cục thịt. Mình sẽ nhuyễn như hồi nãy mình nói á. Chúng ta sẽ bỏ vô đây. Đó. Như cái đồng ruộng được thì mình nhờ mẹ mình giúp. Đó. Mình làm ra thì mình bớt cục nhiều. Rồi sau đó nè, chúng ta sẽ lấy cục này đúng không, chúng ta gấp lại. Bắt các bạn làm bông hoa thì các bạn phải làm gì nè, chúng ta bỏ lên đây, sau đó chúng ta túm lại, túm như nè. Con có thể làm hình con tùy thích, không cần phải làm bông hoa, con có thể làm hình gì con thích đây, hay là chúng ta sẽ làm hình hình sò huyết đây. Hay mình thích rồi hết cho mình nó sẽ nè đầu tiên gặp làm như vậy, gấp vô rồi làm như vậy, bóp nè, ở bên này cũng vậy, làm cho nó rộng rộng một tí, mai mình chưa có gấp đó, mình rộng đè nó vô rồi sau đó mình gấp lại. Bây giờ con làm cái kiểu gì à? Mẹ, tôi sẽ được vậy đúng không? Chúng ta phải làm cái cong cong rồi cái lớp cơm là cái bỏ vào đây làm cái khác, không cần bỏ vào đây, bỏ bánh vào đây đó, nhưng không biết làm đi rồi sao mình làm cái khác. Sau đó khi mẹ mình có thể làm bông hoa xem, tấm lại, tấm hai bên trước, sẽ tấm hai bên trước nè. Đúng rồi bên. Đúng rồi, tấm sát chỗ này vào trước này, rồi trước. Rồi tấm lại bên đây, đúng bên đây vào. Đúng rồi, bên đây. Đúng rồi. Đúng bên đây vào. Đúng rồi. Xây lát. Rồi sẽ tấm lại bên đây vào. Đúng rồi. Và đây chúng ta chỉ muốn bóp như thế này thôi. Chúng ta em mình phụ mình. Nó cho nên á. Rồi bỏ vào đây. Chúng ta sẽ bóp cho nó chặt lỏ nó như các bạn mà nấu. Không được chặt á. Các bạn phải bóp cho nó ra cái đầu nhẹ nhẹ này nè. Nếu các bạn không bóp á, mà các bạn cưa đi á đúng không, là khi nấu là nó sẽ bị bung ra. Đúng rồi. Đó cho nên á, nhà mình có kiên nhẫn nhà mình làm được ấy. Rồi cái này xong mình bỏ vào dĩa nào. Cái này xong mình sẽ bỏ vào dĩa. Là y như cái túi. Các bạn không lăn được thôi, các bạn nhìn cái đầu này các bạn đè là nó sẽ ra được hình tròn. Sau này đó các bạn hình dưới lúc mà các bạn lăn. Này để ăn con ha, con đừng nghịch nha. Các bạn đè mạnh xuống là nó sẽ sẹt xuống. Đây nè con. Càng sẹt thì càng ngon nha các bạn. Càng mỏng thì càng ngon. Càng mỏng thì càng ngon, càng sẹt thì càng ngon. Màu đen nè. Không sao. Cho nên nó nằm có nhiều kiên nhẫn. Nhiều kinh nghiệm cho nên đó, mẹ mình giúp mình lăn đó nha các bạn. Không phải người lạ vô đâu. Hết nhà mình coi như là có kinh nghiệm đó. Tay không có lấy bột chơi con. Con lấy bộ lắm mà, cứ làm thôi, chứ đâu có chơi. Rồi. Rồi. Sau đó, mình sẽ lấy nó lên, tại vì lúc các bạn đừng có để lâu quá nha. Các bạn để lâu là khi mà hai cái kia nó sẽ dính vào nhau đó. Nhưng mà nãy 5 phút mà không ra được. Mình sẽ làm một căn. Hoặc là đào hình người cũng được nha các bạn. Các bạn đừng có lo. Hồi trước mình làm thử rồi, mình làm được cái đầu của con người. Mình làm rất là dễ thương cho nên giờ mình không làm nữa. Không có công sức của mình làm cái đó đâu. Bỏ cho nước luôn con. Bỏ. Xong mình mặt trăng, tại vì mặt trăng là cái mặt trăng mình rất thích. Nó cho mình sẽ công nó lại vậy nè. Con đang khát lắm. Rồi, đây là thành quả của mình. Đây là thành quả của mình đó. Mẹ ơi mẹ.
video tới đây là đã kết thúc rồi nha các bạn. Xin tạm biệt các bạn.